Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với channel của mình. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng con Falcon 9 M38 để chơi cái chế độ chơi cái map mới này. Map tên gì mình cũng chả để ý nữa, nhưng mà nói chung là map mới đấy. Map này thì nói chung là chuyên sniper chứ chơi mấy súng khác chả được đâu. Úi giời. Làm gì vậy? Dạo này update lên phiên bản 2.0, 2 chữ khỉ mó, khỉ ngó gì mình cảm thấy bắt đầu cảm giác là chán chơi game rồi. Bắt đầu cảm giác chán game từ cái phiên bản 2.0 rồi anh em ạ. Từ cách bình luận của mình bây giờ nó cũng khác hẳn. Chả còn một cái tí gọi là sinh lực đây cả. Và úi giời, ngon headshot đầu tiên này. Còn phát cái này là 18 này thì đừng có hỏi, xuyên tường, đục thùng các thứ là chấp hết. Đâu nhỉ? Ok. Từ phiên bản 2.0 không biết tại sao mình mất hết cảm giác, cảm hứng chơi game luôn. Các bạn không biết là các bạn có như mình không? Các bạn có thể cho mình một cái bình luận phía dưới phần bình luận của video này nhé. Nếu các bạn có cảm thấy chán game giống như mình không, hoặc là đang kiểu phiên bản 2.0 update lên các bạn rất là thích, thì các bạn hãy cho mình ý kiến xuống bên dưới. Từ khi phiên bản 2.0 này ra mắt thì ôi giời, mình chả buồn chơi nữa. Càng ngày ôi ngon headshot tiếp tục. Càng ngày thì càng ngày và càng ngày hôm nay mình cũng bận nữa, cho nên chả bao giờ on game. Cả giờ chiều tối rồi mới làm được clip chơi M38 cho anh em xem. Ok. Mình có test qua vài này vài ván rồi, với lại cây ba z cùi của mình, thì ba z cùi của mình đục tường nó không tốt, phải xài đạn chuyên giáp nữa nó mới thốn, chứ mà đạo đục bình thường với lại tường này thì nó không xuyên nổi. Nằm xuống rồi, tức vip 1, hay lắm. Sau bên tem địch có vẻ là khá là yếu nhỉ. Mình vào một phòng bất kỳ thôi cho nên cũng chả biết nữa. Ngu người. Rú đầu ra. Ơ. Lại nào. Đâu đấy nhỉ? Có cái bà này. Và cây phát cả này M38 này thì anh em cứ đục thoải mái, đục chỗ nào là phê chỗ đấy. Một phát chết luôn. Đúng là tiền nào của đấy các bạn ạ. Còn phát cả này M38 này ít nhất phải nộp lên trên chục triệu nhá. Chứ dưới thì đừng có mơ mà rờ đến. À, nick của thanh niên một lần nữa cảm ơn bạn BS BS 24 giờ cho mình mượn được hiện vô này. Thực ra thì mình tự vào chứ chưa có mượn đâu. Nó tự nhiên nhảy xuống à, tự tử à. Đúng rồi. Thì một cái nhắc nhở cho anh em mà chưa chơi map này thì đầu tiên anh em phải né mình cái mương chính giữa. Đó là cái map này tên là Dung Nhan. Nhớ cái mương chính giữa mình mới nhớ tên là Dung Nhan. Tại vì khi mà có anh em leo xuống dưới cái mương dưới đó là coi như tự sát luôn đấy. Không có đám. Ôi. Chết toi. Các bạn thấy là bắn mũi một tí về bên tay thôi đã nằm xuống rồi. Các bạn thấy là con Falcon 9 M38 này nó mạnh thế cỡ nào. Thông cảm các bạn là mình chưa test được cây P90 HP P90 Dragon với lại súng mới gì đấy, tại vì mình hai cây đó thú thật các bạn là mình đều bắn qua rồi, nhưng mà mình cảm thấy là nó sao sao ấy, không bắn được tốt cho nên chưa bắn được tốt cây. Nói chung là cái cây mà không phải cái cây không phải là cây P90 Dragon thì mình thấy là bắn nó một viên là bắn nó một lần mặc dù nó xuất gôn, nhưng mà một lần nó bắn hai viên các bạn ạ. Mình thực sự là không thể kiểm soát được sức mạnh của em nó, mặc dù nó cực kỳ mạnh, bắn rất là dễ ăn hết shot, tại vì bắn một phát nó đợi một khoảng thời gian nhất định rồi giật thêm phát nữa, bất ngờ luôn mình. Ô mới đầu chơi thì mình còn bỡ ngỡ chưa biết là nó bắn kiểu gì. Bắn xong rồi mới biết là cái bắn shotgun của nó giống như kiểu là các bạn đang bắn một cây AM4A Transformer đấy, hoặc là cây Famat cho các bạn dễ hình dung. Nó giống như cây shotgun nó bắn kiểu như vậy ấy. Rất là yếu. Và bây giờ thì mình cũng đang phải bận trông hàng nó cho nên tập trung vẫn không được tốt. Thằng kia. Sao. Watashi. Ơ. Chết bố rồi. Cái Falcon 9 M38 này thì có các bạn thấy là đa phát nào các bạn thấy là không có cái việc mà không có cái vụ mà mất máu lẻ đâu, một phát là đi luôn chứ không có phải hai ba phát làm gì cho nó mệt người. Cứ dính phát nào là nằm xuống phát đấy. Thế nên người ta gọi là Falcon 9 M38, khẩu sniper mạnh nhất tập kích trong cái map chuyên đấu sniper này nữa. Và là map này thì nhà thằng nào thằng nấy sống chứ chả bao giờ xâm lăng qua được. Mạnh ai nấy sống đấy. Và sniper cho nên cái map này phải nói núp cực kỳ thốn. Ô nhanh vãi. Mình phải kết thúc trận đầu tiên với tỷ số là bao nhiêu nhỉ? Nói chung là mình vào phòng toàn gà không thôi. Các bạn nhìn tỷ số các bạn với lại level các bạn đã biết rồi.
Đấy, ngon lành. Vũ khí giá trị nhất trận này, cái chức năng mà khè hàng đấy, ém hàng đấy. Update lên mình cứ tưởng cái update lên đầu ấy mình rất là thích thú, tại vì các bạn biết là tại sao không? Để mình làm thêm vài ván nữa để anh em vào đi. Các bạn biết tại sao cái update đầu tiên 2.0 ấy mình rất là thích thú, tại vì các bạn đi rank nhận được kim cương. Mình đi có một 30 phút thôi nhận được 40 kim cương, 40 mấy kim cương. À không, 6 mấy chứ. Sau đó buổi chiều VTC ngay lập tức update. Bắt đầu nào. VTC ngay lập tức update, chỉ tối quay trở lại không thấy kim cương đâu nữa. Mất sạch, không có nhiệm vụ nào mà bắn robot để được danh dự. Nói chung là anh VTC trôn phát này hơi đắng đấy. Cứ tưởng là anh ấy sẽ mềm lòng, ai dè chơi còn thốn hơn, cho chơi thoải mái một ngày đầu. Vậy thằng nào gọi mất dậy vậy nhỉ? Từ từ tí nữa nghe các bạn ơi, tí nữa mình gọi lại cho. Đừng gọi nữa nhá. Ôi. Ôi. Lại có thằng gọi. Trời ơi. Cái lúc đấy là chuẩn bị bắn rồi ấy. Thằng kia nó gọi phát là mất tín hiệu ngay. Gọi nó ảnh hưởng lắm các bạn ạ. Ôi tiếp tục này. Ôi thanh niên này trôn cực kỳ, gọi là có đầu tư nhỉ. Ba cuộc gọi rồi. Nằm xuống nào bạn. Yeah, headshot. Yeah, hai kill. Thì cái ngày đầu mà cái ngày update đầu tiên ấy, mình vào mình ra anh cảm thấy ui dồi ôi sao phê vãi. Đấu robot được nhận được 5k danh dự. Đấu robot mà cũng được nhanh cái 5k danh dự rồi. Có thanh niên, có nhiều thanh niên đi rank còn được cả mấy trăm kim cương. Cứ tưởng VTC sẽ không hút máu nữa, ai dè. Mất hết niềm tin, từ đấy chán luôn. Chẳng thà update từ đầu đi, làm cho nó xong hẳn rồi lại mở server cho anh em chơi. Ai dè chôn phát, đáng vai cả đái. Anh em mà ngày đầu đã online sớm thì đã biết. Úi giời, 5 kill. Anh em ngày đầu online sớm. Từ từ. Lú đầu ra đây, ngon lú đầu ra đây. Không chịu lú à? Cứ đợi cho nó gần xong câu phát. Ngu người. Anh em mấy ngày đầu, cái ngày update đầu tiên ấy, thứ hai thì online cảm thấy rất hạnh phúc. Tại sao không hiểu tại sao mình lại được nhiều kim cương như vậy. Nhưng mà ai dè. Ai dè, đó là một lỗi kỹ thuật. Nghe lỗi kỹ thuật mà đắng cả mề. Lỗi kỹ thuật như thế mình nghĩ là VTC không nên để lại một lần thứ hai. Ôi con mèo nó phá. Mình nghĩ là cái lỗi kỹ thuật như thế thì VTC không nên tiếp diễn thêm một lần thứ hai. Nếu mà không thì anh em sẽ mất lòng tin rất là nhiều. Video này mình chủ yếu nói nhảm thôi. Vậy chơi cái map mới là chính. Các bạn thấy là map mới nó cũng khá là hay. Hay thật nhưng mà ôi là 5% pin à. Để mình đi kiếm cái cục sạc nha các bạn. Mình đi kiếm cái cục sạc này nào. Xuống đây cho nó lành, đi kiếm cục sạc. Không lại tắt nguồn. Rồi anh em, mình đã quay trở lại đây. Thì mình vừa đi lấy cái cục sạc để sạc cho máy xong. Đấy, phê loi. Kể cả đục tường. Các bạn thấy không? Bắn vào người bình thường thôi. Nhưng mà với phát cái này M38 này thì anh em đừng có hỏi chế độ giả thú của nó. Bắn phát nào sướng, bắn vào chơi chim cũng chết nữa nhé. Nói chung là VTC đã làm anh em rất là mất lòng tin. Mình thích phiên bản cũ hơn. Nói chung là thế. Nhưng mà phải để xem là mình có thể làm quen với phiên bản mới này được không nữa. Chúng ta phải có thời gian làm quen. Ôi vãi nhờ. Bắn như thế là mà bên liên minh nó dẫn trước. Team mình sao ngu người vậy. Hồi nãy là mình đổi team, đổi qua team mới cho nên. Ô, làm như vậy. Ngu người. Hồi nãy mình có đổi qua team ngược lại ấy. Đó, online. Cho nên nó hơi ngu người tí. Ui, con hàng. Con hàng đâu rồi. Ôi sao tự nhiên mất máu nhỉ. Ờ à, ngon. Phía trên kìa. Ok. Cái map này thì nó giống kiểu map đại bàng anh em ạ. Map đại bàng nó cũng giống thế. Hai bên cũng có kiểu hai cái chốt. Gọi là cái gì nhỉ. Hai cái chốt này thường người ta gọi là cái lô cốt các bạn ạ. Lô cốt trong cái thời kháng chiến chống Mỹ chống Pháp gì đấy. Sử dụng nhiều lắm.
Ui, các bạn thấy là bắn vào chân một phát nào phê vào đấy luôn. Bên mình vẫn đang bị tụt hậu bên cái 33 này. Mình sẽ đánh giá chung cái map này, các bạn thấy là cái dung nhan phía trước này. Đó, các bạn chỉ việc nhảy xuống thôi là teo. Anh em chỉ cần cẩn thận như thế và chúng ta không thể nào mà đi qua bên kia được. Không thể dùng mọi cách hay là cái gì đấy. Nói chung là nhà thằng nào thằng đấy sống chứ không có thể qua được. Giấu rú đâu đã. Ô, rú lại đi, rú lại phát nào. Ờ đúng rồi, ngoan ngoan, hay lắm. Nhưng mà vẫn bị thua hai kim. Có lẽ là ván này hơi nhọ. Anh em bên mình sao phít mạng kinh vậy nhờ. Rồi, tiếp theo là cái mục ở đây, các bạn thấy không? Bắn xuyên này. Kiếm à đấy, kiếm đi, kiếm vài thằng lính bắn xuyên ạ. Đấy. Các bạn thấy không? Bắn xuyên những cái bức tường mà có hình thủy tinh, các bạn nhìn qua được là bạn bắn được. Thế thôi. Thôi được rồi, video này kết thúc tại đây. Thua bản nó rồi. Về nói chung về những cái chế độ update mới đây thì mình chả yêu chế độ nào cả. Mỗi cái rank hay gì cúp là mình thấy nó khá ổn ổn thôi. Nói chung vẫn không dành cho dân bình thường như chúng ta. Chỉ dành cho đại gia thôi. Ok. Đừng quên để lại một like và subscribe channel mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ba cái cúp vớ vẩn đấy. Anh em mà không có đồ sáng thì đừng mơ mà có thể đi được cúp vàng. Trừ phi là các bạn đồng đội các bạn là những đại những Axio VIP. Ý kiến riêng thôi nhá. Ý kiến riêng của mình thôi. Ok.